Chào mừng quý vị đến với chương trình Nghìn Lẻ Một Chuyện. Trong chương trình ngày hôm nay, trước tiên Cát Tường xin giới thiệu các vị khách mời của chúng ta. Xin giới thiệu thạc sĩ tâm lý Tô Nha, diễn viên Lan Phương. Hai bạn trẻ Thúy Hằng và Cúc Tiên. Và đặc biệt còn có sự đồng hành của cặp đôi Bích Viên và Krum. Thưa quý vị, cuộc sống ngày càng hiện đại, cởi mở hơn, cho nên chính vì điều đó mà các chị em phụ nữ ngày nay cũng được chủ động hơn trong việc tìm kiếm người yêu cũng như là người bạn đời của mình. Yêu và lấy chồng Tây đang trở thành một trào lưu hiện nay, là cũng rất là hot, có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau về vấn đề này. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau suy nghĩ của mình, xem chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào là đúng đắn nhất. Và trước tiên chúng ta hãy cùng nhau xem một đoạn clip ngắn. Trong xu hướng tìm kiếm các mối quan hệ tình cảm ngày nay, đang có không ít các trường hợp người phụ nữ yêu thích và đặt mục tiêu xây dựng hạnh phúc với đàn ông ngoại quốc. Điều này dường như vừa mang tính thời thượng, vừa thể hiện một lối sống hướng ngoại. Vì phần đông các ý kiến đều cho rằng họ thường ấn tượng về đàn ông nước ngoài ở phong cách lịch thiệp, cởi mở. Chuyện yêu đương và xây dựng gia đình về sau sẽ mở ra một môi trường sống mới, khác biệt với những điều đang diễn ra hiện tại. Trong nhiều năm trở lại đây, chuyện phụ nữ Việt lấy chồng ngoại quốc luôn là đề tài nhạy cảm. Vì đã có không ít các tai nạn đáng tiếc xảy ra cho các cô dâu Việt khi lấy chồng xa xứ. Phần lớn là do thiếu hiểu biết, bị lừa gạt mà không có đủ điều kiện tìm hiểu đối tượng của mình từ trước. Còn với những mối quan hệ được chủ động tìm hiểu thì cũng không hoàn toàn êm đẹp như mong muốn. Nhiều ý kiến than phiền về sự khác biệt trong văn hóa, lối sống, cách suy nghĩ giữa vợ Việt và chồng ngoại quốc đã tác động không nhỏ đến hạnh phúc gia đình của họ. Đơn cử như trường hợp lấy chồng thuộc các nước phương Tây thì tính riêng tư cá nhân được đề cao. Nếu người vợ vì quen nếp sống gia đình gắn kết sẽ khó hòa nhập với chồng trong việc sòng phẳng phân chia công việc, và nhất là trong chuyện tiền bạc. Bên cạnh đó, chuyện sinh hoạt tình dục cũng gặp trở ngại không ít vì những nhu cầu và cách thể hiện khác nhau giữa Đông và Tây. Như vậy, có nên cân nhắc chuyện yêu và lấy chồng ngoại quốc? Và bên cạnh những biện pháp đề phòng các tai nạn lừa gạt đáng tiếc thì cần chuẩn bị những gì, định hướng tâm lý ra sao để có thể xây dựng gia đình với người ngoại quốc một cách hạnh phúc trọn vẹn? Và trước tiên Tường muốn hỏi vị khách mời đặc biệt của mình trước, Tường có thể chia sẻ cho mọi người biết một tí xíu về quan điểm của mình về vấn đề này. Lan Phương thì không dám nói về hiện trạng, về xã hội, về số đông. Phương chỉ có thể nói về hoàn cảnh của chính mình thôi. Bản thân Phương thì cũng có chơi cũ người nước ngoài. Với những người nước ngoài thì họ có một cái điểm khác biệt là họ tôn trọng và chấp nhận được công việc của Phương. Đó là đặc thù của Phương là làm diễn viên và sẽ phải là ôm hôn rồi và đụng chạm rồi phải thân thiết với một người đàn ông, thì thường người đàn ông Việt Nam họ khó chấp nhận được cái điều đó. Với người phương Tây thì họ có thể thoải mái chấp nhận và họ cho rằng đó là công việc và đời sống riêng tư là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Thì đó là điều mà khiến cho Phương cảm thấy rất là thoải mái. Và một cái nữa là bản tính của Phương thì Phương không phải là một cô gái quá truyền thống. Ví dụ em không thích nấu ăn, nhưng mà họ không bao giờ nói rằng em phải nấu ăn. Anh muốn về nhà, anh muốn ăn cơm của em phải nấu. Mà họ chỉ có nói là nếu mà được ăn cơm em nấu thì thật là vui. Họ chỉ nói thế thôi, tự nhiên. Thế là ngày hôm sau mình đi, mình mua đồ để mình nấu. Rất là tự nguyện và mình muốn mang đến hạnh phúc cho anh ấy. Em nghĩ quen người nước ngoài hay là người Việt gì thì cũng như nhau. Bản chất của nam giới là gần như nhau. Còn những cái sự khác biệt, thí dụ như về môi trường, văn hóa gì đó, thì có thể nó là những cái điểm thu hút ban đầu. Nhưng mà nếu mà về lâu về dài á, thì chính cái cá tính, cái lối sống, cái ứng xử thì nó sẽ là cái điều mà quyết định. Bản thân Tiên thì từ xưa giờ Tiên đã quen người bạn trai nước ngoài nào chưa? Dạ có ạ. Em mới vừa ra trường thì em quen một bạn người Đức, cho nên em thấy cái chuyện quen người nước ngoài nó là chuyện bình thường. Mình cứ thử. Hằng thì sao? Em á, thì cũng trải qua một cái mối tình cũng sâu đậm lắm với một chàng đầu bếp người Ấn Độ. Anh ấy mang lại cho em rất là nhiều niềm vui. Em nghĩ là người nước ngoài vẫn là một mẫu đàn ông mà tốt nhất cho em. Viên quen với anh Krum được bao lâu rồi? Tụi em chính thức yêu nhau 2 năm, nhưng mà quen biết thì cũng khoảng là gần 3 năm rồi chị.
Em chuyển tới chỗ làm đó, ngày đầu tiên là em gặp ảnh. Lúc đó là ảnh sắp về Úc, thì ảnh xin em email, nhưng mà em lỡ sai, em có dấu chấm thành dấu phẩy á, thì ảnh về ảnh không liên lạc được với em, rồi ảnh quay qua ảnh tìm lại em. Thì ảnh đi Úc 3 tháng thời điểm đó. À, gặp một lần thôi mà lần sau 3 tháng sau quay lại là tìm em. Xong em cho địa chỉ email lại, rồi từ đó giữ liên lạc. Thì thời gian đầu thì em cũng sợ lắm, tại vì em cũng không bao giờ nghĩ là mình quen người nước ngoài á, mặc dù em cũng quen biết người nước ngoài nhiều lắm. Thời gian đầu thì em hay dẫn bạn bè em đi chơi chung, rồi dần dần ảnh hỏi bạn bè em xin để dẫn em đi chơi riêng, rồi miết tới bây giờ là Cái Krum có hiểu được bạn nói gì không? Chắc hiểu chút chút. Hiểu chút chút. Krum có thể nói email sai. Email sai. Krum có thể nói một chút xíu về cảm xúc của mình về người bạn gái mình ở lần đầu tiên gặp gỡ. Thấy em đẹp, quá đẹp. Dạ, quá đẹp. Muốn nói với em nói chuyện. Okay. Như chia sẻ của Bích Viên và Krum thì cái hiện trạng này hiện nay nó còn xảy ra dưới một cái chiều rất là dễ thương nữa, đó là không phải phụ nữ Việt Nam chủ động đi tìm kiếm người đàn ông nước ngoài, mà đó là cái sự gia nhập văn hóa, rồi cái sự trao đổi về kinh tế dẫn đến cái việc chúng ta đón rất nhiều người bạn nước ngoài đến Việt Nam. Và cái việc mà xe duyên giữa họ, tức là họ chủ động tìm kiếm đến những người phụ nữ Việt. Có những bạn nữ thích cái sự trải nghiệm, tôi muốn bản thân tôi được trải nghiệm để từ đó tôi lựa chọn được một cái đối tượng phù hợp. Khoan hãy nói đến chuyện nó tốt hay nó xấu, nhưng chúng ta phải thừa nhận là nó nhiều trước hết là bởi vì chúng ta đang ở một cái thời đại mở cửa. Cái sự phát triển của công nghệ thông tin nó làm cho cái việc là trước đây có thể bạn lấy chồng nước ngoài không ai biết hết, nhưng mà bây giờ bạn chỉ cần chụp hình bạn đăng Facebook cái là khoảng mấy ngàn người biết, rồi sau đó là share, rồi chia sẻ, rồi tùm lum hết. Cho nên là mọi người có cảm giác hình như nó quá nhiều. Những đối tượng nào thì sẽ dễ lấy chồng nước ngoài? Trước hết đó là những cái bạn mà có lợi thế về công việc để có thể giao tiếp được với những bạn người nước ngoài, tùy vào cái sở trường giao tiếp của bạn. Cái thứ hai đó là những người mà thực sự có một cái động cơ nhất định nào đó cho việc kết hôn, mà ở đó họ thấy rằng là người đàn ông Việt Nam không có đáp ứng được, cho nên là họ sẽ ráo riết hơn và rất là có chủ đích trong cái việc chọn lựa đối tượng, và cụ thể đó là những cái người đàn ông nước ngoài. Cũng sẽ tùy người, bởi vì như bản thân Phương và Phương tin là Viên cũng sẽ như vậy, đó là không phải là nó là một cái sự cố tình hay theo trào lưu và mình muốn được gặp người nước ngoài vì anh ấy có nhiều điểm hơn người Việt Nam đó. Thực ra đơn giản chỉ là sẽ có rất nhiều người như Phương và Viên là sẽ tự nhiên tình cảm nó đến và nó giống như không phải người Việt Nam thì là người nước ngoài, không phải người nước ngoài thì là người Việt Nam. Nó chỉ đơn giản là có một cái tình cảm chân thành thực sự và hai người thấy gắn kết được với nhau. Tự nhiên một người nào đó từ một châu lục khác mình đến và mình lại thấy cái mối tình nó lại dễ thương hơn, nó đẹp hơn và nó giống như duyên mệnh. Với em thì nó là tình yêu thôi, chứ không vì một cái mục đích nào khác. Ví dụ như là mình muốn để trao đổi về văn hóa, ví dụ để học tiếng Anh. Cái đó thì nó giống như là một cái phần thưởng thêm cho cái mối quan hệ đó. Khi mà hai người học với nhau thì tự nhiên lại ra được là vì là chúng ta yêu nhau nên chúng ta được trao đổi về ngôn ngữ, về văn hóa, thì đó chỉ là cái đến sau của cái tình yêu thật sự. Tình yêu vẫn là trước tiên. Đúng không Viên? Rõ ràng phải có tình cảm trước, tại vì trong cái quá trình tụi em tìm hiểu nhau thì em thấy hợp. Với lại hầu như những người nước ngoài thì cái tính họ sống rất là phóng khoáng hơn. Tụi em đi làm cả ngày thì em về là em thích nấu ăn buổi chiều, thì ảnh thích thì ảnh ăn chung món Việt Nam với em, còn không thì ảnh hay ăn beef steak hay các thứ ảnh chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh hoặc là đi ăn ngoài. Và ảnh không bao giờ ép em chuẩn bị hết tất cả những cái đó cho ảnh. Quần áo dơ em thích em đi giặt, em không thích ảnh giặt cũng được, ảnh phơi ảnh lấy vô vẫn được, em thích cái đó. Thì... còn Krum, tại sao bạn lại thích con gái Việt? You can look beautiful and she take care for me. Take care. She make me crazy. Just everything when I'm with her, just everything seems better. Yeah. Theo bản thân Cúc Tiên thì bản thân mình cũng như là mọi người hiện nay thì tại sao, cái nguyên nhân nào mà khiến cho mình lại cứ thích mình thích quen với người nước ngoài? Theo chủ quan của em chắc có lẽ một phần vì có một số bạn là có tình cảm, một số bạn là do tò mò muốn tìm hiểu. Ở chỗ làm của em thì cũng có nhiều anh tư vấn người nước ngoài á, thì khi mà qua đây ảnh nói là ảnh rất là muốn tìm hiểu con gái Việt Nam, muốn biết là quen một cô gái Việt Nam nó sẽ khác như thế nào. Ở trường hợp của em là do sở thích nó giống nhau. Ví dụ như tụi em cùng thích đi phượt nè,
cùng thích ăn những cái món giống nhau, rồi thích đọc tạp chí giống nhau. Rồi dần dần thì cái tình cảm nó cũng tự nhiên nó đến thôi. Hằng thì sao? Hằng hồi nãy Hằng tuyên bố một câu là Hằng vẫn đến giây phút này Hằng vẫn nghĩ rằng một người đàn ông nước ngoài là thích hợp nhất đối với Hằng. Dạ. Thì tại sao, nguyên nhân gì mà Hằng lại có những suy nghĩ như vậy? Dạ tại vì do cái cá tính của em rất là phóng khoáng. Em cảm thấy người nước ngoài với em có nhiều cái để rất là hợp nhau. Thứ nhất là họ không có can thiệp gì tới cái cuộc sống của mình, luôn luôn dạy cho mình một cái tính là độc lập, và họ rất là tôn trọng chuyện riêng tư của mình về cái công việc của mình, rồi mình có thể improve được cái khả năng mà English của mình nữa. Dạ. Cho chị hỏi một câu hơi tế nhị chút xíu nha. Chị có nghe đâu đó có nhiều người nói tại vì mấy người nước ngoài thì cái chuyện tình dục người ta mạnh hơn. Bản thân em quen bạn trai nước ngoài cũng vài người, cho nên đi đâu, đặc biệt là trong giới nghệ sĩ thì họ lại càng cởi mở chuyện và lúc nào cũng phải hỏi về cái chuyện đấy. Em không hiểu tại sao. Em quen một cái người bạn trai mà của một nước khác thì những người Tây họ cũng hỏi người bạn trai em là cảm giác quen con gái châu Á nó như thế nào và chuyện đó nó như thế nào đối với con gái châu Á. Đây là một cái sự tò mò tự nhiên của có gì đâu người. Bạn phải nhảy nảy lên như vậy để tôi đang hỏi bạn này mà cái đó khác. Mà cái mà họ hỏi thì họ sẽ hỏi là họ hỏi đặc điểm của người đàn ông đấy, nó thế này thế kia và nó hơi thô thiển. Hello. Họ sẽ chị thấy chị hỏi dễ thương mà. Dễ thương mà không em chỉ đang nói chung em không nói chị. Chị nói chung á là em cảm nhận được á là đối với con trai nước ngoài thì em nghĩ là cái hiểu biết của họ, cái kỹ năng của họ về cái vấn đề đó thì nó em nghĩ là nó tốt hơn. Em nói vậy là không đúng, nói vậy là hơi phân biệt. Thật sự là nước ngoài hay nước trong gì cũng vậy thôi, không phải là chỉ cái chuyện đó không. Họ còn biết cách để chăm sóc sức khỏe cho người phụ nữ mình, họ rất là thích mua sắm cho em những cái không biết làm sao dạ chẳng hạn cái nội y á chị. Dạ, và cứ 3 tháng hoặc 6 tháng là tụi em sẽ đi kiểm tra sức khỏe, luôn luôn là như vậy. Dạ. Thì em thấy là có một cái sự khác biệt với đàn ông Việt Nam là như vậy. Trước hết tôi muốn nói đến một điều rằng là trai Việt hay trai Tây, trai nước ngoài về cơ bản là như nhau. Chúng ta không thể lấy cái lãnh địa hoặc là cái địa giới về văn hóa hoặc là địa giới về hành chính, địa lý để chúng ta nói rằng anh ở nơi đấy thì anh sẽ tốt hơn người ở đây. Sẽ không có cái chuyện tốt xấu theo kiểu đó. Có điều rằng là trong cái việc mà để kết nối với một cô gái người Việt Nam thì bản thân cô gái người Việt Nam chúng tôi cũng có những cái tiêu chuẩn riêng, và chúng tôi sẽ bắt đầu cân đo đong đếm. Cái nào mà nó phù hợp với cái tôi đang cân đo đong đếm thì tôi sẽ chọn. Và hầu như thì với một số trường hợp sau thì các cái anh ở nước ngoài lại trội hơn các cái anh Việt Nam, và dẫn đến cái chuyện là tôi sẽ chọn chồng người nước ngoài. Nếu như nói như các bạn là tình yêu thì thôi, chuyện này không bàn nữa. Tại vì đó là cái sự rung động của hai tâm hồn. Tuy nhiên sẽ có rất nhiều nguyên nhân còn lại để các bạn lấy chồng nước ngoài. Đó là việc đòi hỏi một cái sự đồng cảm về mặt tinh thần. Giống như Thúy Hằng nói, đó là việc tôi muốn được chăm sóc về sức khỏe, về thân thể. Tôi muốn được quan tâm đến yếu tố làm đẹp. Tôi cũng muốn được chia sẻ trách nhiệm công việc trong gia đình. Tôi muốn anh cũng phải vào bếp nấu ăn cho tôi một bữa. Tôi muốn rằng là cái tiếng nói bà vợ và ông chồng phải ngang nhau. Mà ở đó hình như những cái bạn người nước ngoài của tôi lại thể hiện rõ hơn các bạn trai người Việt. Cho nên tôi có xu hướng chọn chồng người nước ngoài. Cái nguyên nhân kế tiếp nó cũng không được tốt đẹp cho lắm, nhưng không thể loại trừ, đó là vấn đề vật chất. Tôi muốn có một cái cuộc sống gia đình nó sung túc hơn. Và rõ ràng thì nếu như tôi lấy một anh chồng người nước ngoài, lương tính bằng tiền đô, và tôi được nhập cư sang nước của anh ấy, và như vậy thì rõ ràng các anh trai người Việt không thể đáp ứng được chuyện này, thì thôi tôi sẽ lấy một ông chồng người nước ngoài. Như vậy thì lấy chồng người nước ngoài hay lấy chồng Việt Nam thì về động cơ và nguyên nhân nó cũng muôn hình vạn trạng như nhau. Thật sự mỗi người một cái quan điểm. Tường luôn là trân trọng ý kiến của mọi người. Nhưng mà Tường thì chưa bao giờ Tường nghĩ rằng mình có thể yêu được một người đàn ông nước ngoài. Lý do Tường là một người nói rất nhiều và một người sống bằng cảm xúc. Mà người đàn ông nước ngoài dù cho người đó có biết tiếng Việt đi chăng nữa thì làm sao có thể là em nói anh đi đi sao anh không đứng lại. Tường là hay giận hờn vu vơ lắm. Và chỉ có người đàn ông Việt Nam khi mình đồng cái ngôn ngữ với nhau mới cảm nhận, mới bắt được những cái nhịp mà khi mắt mình mới rơm rớm. Còn người đàn ông nước ngoài rủ tôi giận, tôi nói anh đi về đi, đứng dậy đi về mất tiêu là coi như xong rồi. Cho nên Tường nghĩ rằng Tường không thể nào yêu được một người đàn ông nước ngoài. Thì không biết sau này tương lai, nhiều khi ghét của nào thì trời trao của nấy thì mình không biết, mình không dám nói được chuyện tương lai. Nhưng đến tận thời điểm này thì Tường chưa có một cái trải nghiệm nào. Và trong đầu nhiều khi cũng thấy tò mò lắm, tại sao người ta cũng quen nước ngoài mình không thử. Nhưng mà thật sự Tường nghĩ chắc là không phù hợp. Tường muốn đọc
đọc một cái lá thư của một người bạn gửi đến chương trình của mình như thế này. Tôi năm nay 28 tuổi, là một cô gái trẻ và khá hiện đại. Từ nhỏ tôi đã chứng kiến cảnh bố mình gia trưởng ngược đãi vợ con, nên khi lớn lên, tôi nghĩ người đàn ông phương Tây sẽ tiến bộ văn minh và biết chiều quý trọng phụ nữ hơn. Rồi tôi đã quen và cưới chồng tôi, một chàng trai Tây chính hiệu. Thế nhưng chỉ mới trải qua 8 tháng sống trong hôn nhân, tôi đã vỡ mộng. Thật ra những bất đồng đã xảy ra từ lúc mới yêu nhau, nhưng vì ôm mộng lấy chồng Tây nên tôi mặc kệ. Khi cưới nhau rồi, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là con rể, nhưng anh ấy chỉ về thăm quê vợ được 2 lần. Trong chuyện tiền bạc, anh ta chẳng phóng khoáng mà ngược lại chi ly hơn cả đàn ông Việt. Tiền nhà và mọi khoản chi anh ta đều cộng gộp và chia đôi. Anh ấy bảo chúng ta là vợ chồng nhưng phải độc lập về tài chính, để nếu có ly dị không phải chia chác tài sản. Tôi thấy hụt hẫng và tổn thương vô cùng. Chuyện quan hệ vợ chồng cũng khiến tôi rất khổ tâm vì nhu cầu của anh quá cao so với tôi. Anh còn không thích tôi quá quan tâm đến cuộc sống riêng của anh. Tôi thấy vô cùng chán nản và nhận ra sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình là gắn bó cả đời với một người chồng Tây, khác màu da, khác dòng máu, khác về tất cả mọi cái. Tôi phải làm sao đây? Vỡ mộng thì nghe nó hơi quá, nhưng mà rõ ràng là cũng có những lúc mình bị gọi là hơi bị sốc văn hóa. Mình cảm thấy nó bị khác biệt nhiều quá. Người phương Tây thì rất là độc lập. Cô gái Việt Nam là hay bị lệ thuộc vào cảm xúc. Như là khi yêu là mình chỉ muốn anh ý, mình muốn được quan tâm, mình muốn. Và đôi khi nó gọi là bị đòi hỏi quá nhiều. Và em đã từng, khi mà thực ra em chia tay bạn em là cũng vì nó nhiều thứ rất là đau đớn, đến bây giờ vẫn còn. Nhưng mà cái phần mà văn hóa khác biệt nó cũng rất là nhiều. Đó là nói chung là có nhiều nhiều chuyện, nhưng mà một trong những cái đó là cái sự khác biệt của chữ văn hóa đó. Em cũng có cái sai lầm là mình nhất là con gái Việt Nam, giống như ngày xưa mình có cái bài hát là cô bé dỗi hờn, và mình ca ngợi cái điều đó. Dỗi hờn là một cái gì rất là đáng yêu, đóng đảnh rồi lúc thế này lúc thế kia, anh chẳng biết thế nào mà chiều, và nghe thấy rất là dễ thương. Nhưng mà với người phương Tây thì điều đó không được. Khi mà mình dỗi hờn, giống như chị nói là anh đi đi, là anh ấy sẽ nghĩ rằng anh sẽ không làm phiền em nữa, anh sẽ đi. Rồi đó cũng là một trong những cái tủi thân. Và nó sẽ dẫn xa nữa là mình tưởng rằng là anh ấy không muốn mình nữa, nên là mình cũng lại dỗi hờn thêm. Và anh ấy cũng lại tưởng rằng là mình cũng không muốn anh ấy nữa. Thế là cuối cùng nó sẽ cao dần lên, mà mình khó tìm được cái cách, một cái tiếng nói chung để được, mà mình hiểu thực sự rằng người kia như thế nào. Em thì không có tới nỗi như chị Phương là mình cứ dỗi hờn và người ấy cũng đi thiệt luôn. Nhưng mà em á, cái bản thân em là em không thể em vượt qua được cái khoảng cách thôi. Khi mà ảnh ở bên đó mà mình ở bên đây thì em cảm thấy lúc nào tối nào em cũng cảm thấy em cô đơn hết á chị. Mối tình nào nó cũng có cái đặc trưng của riêng nó. Nó có những cái giây phút rất là hạnh phúc, mà cũng có những cái giây phút nó đau khổ, nó làm cho mình day dứt. Đó là bản chất của cái tình yêu. Một khi mình đã yêu thì mình cũng phải chấp nhận hết, không phân biệt là yêu nước ngoài hay là yêu nước trong gì hết. Riêng về cái trường hợp của em á, em nghĩ mình lời quá, mình đâu có mất gì đâu. Còn Viên thì sao? Có khi nào bạn có nghe người ta nói là mê lấy chồng Tây là này kia nọ không? Họ hay nghĩ về cái ngoại hình của đàn ông Tây, với lại về cái vấn đề nãy chị nói sắc á, thì họ hay hỏi em. Thì đấy, hồi nãy chị cũng nói là em cảm thấy hài não lắm chị, em không muốn trả lời với những cái câu đó. Tại vì đối với em vẫn trải qua những cảm xúc, ví dụ như anh vẫn theo đuổi em mấy tháng, rồi tụi em vẫn có thời gian tìm hiểu, tụi em yêu nhau, anh đi xa thì em vẫn nhớ, anh vẫn nhớ em. Ví dụ vậy, em có đủ đầy đủ những cảm xúc như một người đàn ông ở Việt Nam nếu mà em yêu. Mà hiện tại bây giờ là hai bạn sắp lấy nhau rồi đúng không? Yeah. Thì mình cảm thấy là đã hòa hợp văn hóa của nhau chưa? Hay là bản thân Rum đã cảm thấy hòa hợp với văn hóa của Việt Nam không? Yeah, I respect the culture and I will do anything to make sure that she's happy. But at the same time, I still have my culture. So I think we respect each other's cultures and don't interfere with the beliefs. Nói chung anh tôn trọng cái văn hóa của người Việt Nam. Anh không có ép mình, ví dụ như em thích ăn chay, em ăn chay nhiều á thì anh vẫn để em làm chuyện đó, hoặc là nhà em hay còn cúng kiến á chị, thì anh vẫn có thể anh lạy theo, anh không hiểu cái gì hết, anh vẫn làm theo những cái đó. Cái văn hóa của anh là ví dụ như cuối tuần anh là đi làm thì rất là gọi là tập trung công việc 100%, nhưng mà đến khi anh xỏa là anh xỏa 100%. Anh đi chơi có khi 2 ngày mới về, ví dụ vậy. Vậy hả? Trong thời gian anh đi chơi thì mình cứ kiếm cái gì đó mình enjoy cuộc sống của mình thôi, chứ mình đâu có nằm ở nhà chờ chật chi cho nó mệt vậy đó. Vậy là nói chung bạn cũng đã dần thích nghi với văn hóa của nước của ảnh.
Thực ra thì các bạn đang ngồi đây, các bạn có một cái tư duy khá là tích cực, cho nên cái cách dùng từ của các bạn né cái từ được mất. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói đến một cái điều mà nó vẫn hết sức thực tế, đó là rào cản và thách thức. Có thể là người tốt người xấu thì không phân biệt theo quốc gia, không phân biệt theo dân tộc, nhưng mà ở đó có những cái rào cản nó mang tính khách quan mà chúng ta buộc phải thừa nhận khi chúng ta lấy chồng người nước ngoài. Trước hết tôi muốn nói về phong nền văn hóa, và rõ ràng các bạn cũng thừa nhận đó là cái sự xung đột văn hóa nó xảy ra khi chúng ta bắt đầu có những cái trao đổi hoặc là tiến triển xa hơn. Cái rào cản thứ hai đó là cái định hướng giá trị của cá nhân. Tôi là phụ nữ Việt Nam nè, nhưng mà tôi rất là mở, tôi cũng đã khá là Tây hóa rồi, nhưng mà bạn vẫn là một cô gái Á Đông Tây hóa chứ không phải là một cô gái phương Tây. Do đó ví dụ bạn vẫn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, bạn vẫn thích những bữa cơm gia đình, nhưng mà đối với những người đàn ông ở một cái phong nền văn hóa khác và cái định hướng giá trị cá nhân của họ khác nữa thì có thể nó sẽ không có tương đồng với nhau về thứ tự các cái giá trị này. Bạn có thể không can thiệp vào cái chuyện riêng tư của chồng, nhưng mà điều đó nó cứ lặp đi lặp lại thì tôi không nghĩ rằng là cái hạnh phúc gia đình nó sẽ ổn đâu. Cái thứ ba đó là cái sự khác biệt về thể trạng, và nó dẫn đến cái mà nãy giờ chị Tường rất là quan tâm hỏi các bạn, đó là vấn đề về tình dục trong hôn nhân. Nó là rào cản thực sự, bởi vì chúng ta đang nói hoàn toàn đến vấn đề về sinh lý và thể chất, và như vậy thì cái khung người của châu Á và châu Âu chắc chắn là nó sẽ khác nhau. Và cái cuối cùng đó là cái nội lực cá nhân của các bạn khi các bạn quyết định đối diện với cả một cái xã hội về một cái lựa chọn mà nó hơi khác với đám đông xung quanh. Tại vì rõ ràng anh này là ngoại hình khác, văn hóa khác, tiếng nói khác, thì bạn không thể cấm được dư luận đang rất là tò mò. Bạn có đủ nội lực để bạn đối diện với tất cả những cái sự tò mò đó và không làm cho tình cảm của mình tổn thương. Đó là những điều mà các cô gái Việt cần phải quan tâm nếu như các bạn muốn lấy một ông chồng Tây. Thật ra chưa nghĩ trên thực tế thì đã có những cô gái chỉ vì cái mục đích của mình là muốn lấy chồng Tây rồi cuối cùng là những cái hậu quả rất là khủng khiếp. Đúng rồi. Dù là thậm chí có nhiều người bị bán sang nước ngoài. Vậy theo này bạn thì có nên yêu và lấy chồng nước ngoài hay là không? Nếu mình có cảm xúc thật sự thì hoàn toàn nên. Cúc Tiên, bạn nghĩ sao? Quyết định là nằm ở bản thân mình. Thí dụ như là mình quyết định là đây đúng là duyên số, mà đây cũng hợp ý của mình, và mình nghiêm túc nghĩ tới chuyện hôn nhân thì mình nên có cái sự chuẩn bị. Còn nếu như mình chỉ là trải nghiệm cho vui, chơi, hết vui rồi thì thôi, thì cũng được, nhưng mà nói chung vui chơi phải an toàn. Rõ ràng là khó để nói rằng là nên lấy chồng trong nước hay là lấy chồng nước ngoài. Trước hết đó là duyên phận của các bạn, và thứ hai đó là tình cảm. Tuy nhiên dù là duyên phận hay dù là tình cảm, nếu chúng ta đã quyết định đi đến hôn nhân thì bạn lấy chồng ở đâu bạn cũng cần phải có sự chuẩn bị. Và rõ ràng nếu đã quyết định lấy chồng nước ngoài thì sự chuẩn bị của bạn chắc chắn phải nhiều hơn những cái bạn khác. Trước hết đó là sự chuẩn bị về việc hòa hợp văn hóa. Bạn phải hiểu văn hóa của đối phương và đương nhiên sẽ phải điều chỉnh một số thứ của mình để được đối phương chấp nhận. Cái thứ hai đó là cái sự hòa hợp về giá trị sống, về chuẩn mực của từng cá nhân. Cái thứ ba đó là việc mà bạn phải dự phòng được về cái lối sống của đối phương, trong đó bao gồm cả cái chuyện tình dục trong hôn nhân nữa, để mình đừng bị sốc. Và cái cuối cùng đó là những cái thỏa thuận chung về cuộc sống gia đình, mà ở đó các bạn bắt buộc phải nói chuyện trước với nhau. Cái điều để có thể giữ cái hôn nhân của bạn bền chắc dù bạn kết hôn với một ông chồng người Việt Nam hay là ông chồng người nước ngoài, nó đương nhiên không phải là vì những cái động cơ mà mang tính vật chất quá nhiều. Bởi vì dù cho nếu như đó là động cơ mang tính vật chất thì chồng bạn có giàu cách mấy, có là người đàn ông ở nước nào đi chăng nữa, thì cái này nó cũng trở thành một cái nguy cơ đe dọa đến hạnh phúc gia đình của bạn. Cảm ơn những chia sẻ quý báu của tôi nha, cũng giống như là những câu chuyện của các bạn khách mời ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng qua những gì mà nãy giờ chúng tôi chia sẻ thì quý vị khán giả cũng phần nào nhìn nhận được vấn đề mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tự mỗi người sẽ rút ra được những cái giải pháp cho riêng mình nếu như mình là người trong cuộc. Và đến giờ phút này thì thời lượng của chương trình đã hết. Các Tường xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Chúc quý vị một buổi tối thật ngon giấc và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin kính chào.
Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.